school. Đại từ sở hữu. Unit 10, possessive pronouns. Đại từ sở hữu là các đại từ được sử dụng để chỉ vật thuộc về người nào đó. Chúng được dùng thay thế cho danh từ để tránh sự lặp lại không cần thiết. A. Hình thức. Đại từ sở hữu tương ứng với đại từ nhân xưng như sau. I, mine, you, yours, he, his, she, hers, we, ours, they, theirs. Lưu ý, it không có dạng đại từ sở hữu. It's là dạng tính từ sở hữu của it. B. Cách dùng. You. 1. Thay thế tính từ sở hữu, danh từ. Đại từ sở hữu được dùng khi không có danh từ theo sau. Chúng thay thế cho tính từ sở hữu kèm theo danh từ. Ví dụ, Can I borrow your keys? I can't find mine. Tôi có thể mượn chìa khóa của bạn được không? Tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi. You are using my pen. Where's yours? Bạn đang dùng viết của tôi đấy. Viết của bạn đâu? 2. Dùng trước danh từ. Đại từ sở hữu cũng có thể được dùng trước danh từ mà nó thay thế. Ví dụ, Ours is the third house on the left. Nhà của chúng tôi là ngôi nhà thứ ba bên tay trái. Our house. 3. Không dùng mạo từ trước đại từ sở hữu. Không sử dụng mạo từ trước đại từ sở hữu. Ví dụ, that coat is mine. Áo khoác đó của tôi. Không dùng is the mine. Lưu ý đặc biệt, đôi khi đại từ sở hữu có thể đứng sau giới từ of. Sự kết hợp này được gọi là sở hữu kép, double possessive. Ví dụ, Tom is a friend of mine. Tom là một người bạn của tôi. One of my friends. I borrowed some magazines of yours. Tôi đã mượn một số tạp chí của bạn. Some magazines of yours? Some of your magazines.